kẹt các bạn đến kênh xem khách 24 giờ. Quay 105 nâng cấp cực khủng khi sử dụng cho mình những cái siêu phẩm của Nissin mắc hơn cả Rainbow. Lại là một cái siêu phẩm khác từ cái xứ sở chùa vàng, cái chiếc Honda Quay 105 ở dưới đây được trang bị một cái dàn kim titan phải nói là cực kỳ nổi bật và giá trị. Xen lẫn bên trong là những món đồ chơi từ Nissin siêu mắc tiền, thuộc cái dạng hàng hiếm nhất hiện nay. Góc đầu tiên, tất cả những chi tiết titan mặt chiếc xe đang sủ, bao gồm cái gắp, cái càng hắn sau, cổ bồ, chân chấm và cuối cùng là rổ trước. Những chi tiết này đều mang kịp biên thành, ước tính để hoàn thành có combo này, người chơi phải bỏ ra số tiền hơn 8 triệu đồng. Quan trọng nhất là quả bồ Saria, mang giá trị hơn 15 triệu đồng tại Việt Nam. Cái phần tay thắng nhìn bên ngoài trông có vẻ là hình là bình thường nhưng không có gì bắt mắt. Nếu soi cận cảnh thì cái cụm bên trong ta thấy đây là phiên bản tiếng kim vận động vô cùng hiếm hàng hiện nay. Không có một cái mức giá định nào cho cái phiên bản này. Bởi cái độ hiếm của nó khiến những tay chơi đang sủ không bao giờ muốn bán đi. Phần mặt nạ trước được phát động rất nhiều để lấy không gian bắt cây trợ lực Andros. Thương hiệu này nghe cũng hơi lạ tai ở Việt Nam qua những mẫu ống xả dành thương hiệu Taiga ở bên cái xứ chùa vàng. Họ sẵn sàng sưu tập tất cả những mẫu trợ lực thương hiệu này. Cái góc ảnh tiếp theo là cái dàn chân trước quen thuộc với anh em trên xe là giáo phục xe 6. Tuy nhiên có combo xung quanh của nó thật sự làm chúng ta phải hơi khiếp sợ. Với những chi tiết ở dầu heo bấm cách đầu rất nhiều màu sắc đi cùng với bộ cắt dầu mang giá trị khoảng 50 triệu đồng. Được kết nối vào heo dầu Nissin phiên bản 2 bit đã xứng, có mức giá hơn 20 triệu đồng còn. Nhưng số lượng là khá hạn chế, không phải có tiền là mua được. Những thay đổi khác từ dàn chân ở sau chính là cái phần cát chân Ducati chính hãng, có mức giá khoảng là 1,5 triệu đồng. Cặp buộc Hybro bình dầu rời, thương hiệu này xuất hiện rất nhiều ở Việt Nam. Thông qua các dòng trợ lực và ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy cái cặp buộc thương hiệu này nhé. Và góc tổng thể của cái chàng trai siêu nhân bạc với khối đồ chơi đỉnh là không cần chỉnh. Suet độ mạnh tay với cái đồng hồ LCD. Cái chiếc Suet là một cái dòng xe ít được quan tâm bởi thiết kế của nó thật sự còn kém xa những người anh em như là Exciter hay là Jupiter. Nhưng bù lại sổ chính mình đập cơ mạnh mẽ, bền bỉ theo thời gian. Không gì là không thể nhiều biker quyết định gửi gắm cái niềm đam mê của mình với cái mẫu xe này qua những cái bản độ từ nhẹ nhàng đến hàng hố theo phong cách từ mỗi người. Và cái chiếc xe đột chuyển đây là một dẫn chứng rất cụ thể. Thay đổi rất nhiều chi tiết trên xe, người chủ vẫn giữ nguyên vẹn thiết kế đậm đà giản dị ở phần dàn áo, đi cùng những món đồ chơi kiển giản đơn từ cái hình nổi tiếng như Race Boy, WS vân. Và như chúng tôi nói, cái chiếc Suet độ này được thay đổi đồng hồ sim hiển thị cái dạng cơ sang đồng hồ Koso hiển thị cái dạng điện tử. Cụ thể hơn, đồng hồ này là mẫu đồ chơi chính hãng cho cái chiếc Exciter 2010 với nhiều chức năng hiện đại như báo giờ, nhiệt độ vân, gắn hoàn chỉnh lên xe chỉ cần chết cái mỡ, sau đó đi lại một số dây điện để hiển thị đủ những chức năng để đồng hồ hoạt động bình thường. Dàn chân chính hấp dẫn hơn cho mắt người xem cho cái mặt Rainbow 8 cây màu bạc với thiết kế giản đơn nhưng rất thể thao. Hệ thống phanh được trao chuốt hướng di chuyển tạo sự an toàn với địa kiểu Rainbow kết hợp cùng theo Raceboy 2bit đi cùng với dòng Morin. Toàn bộ chi tiết được quyết định bằng ốc Roti cấu tạo là từ titan siêu cứng. Có lẽ cuộc sau của hãng chưa thực sự phát huy cái nhiệm vụ của mình, chính vì thế được người chủ thay mới bằng cái phục YS bình dầu. Đối với mẫu phục này sẽ cho độ nhún nảy hợp lý, đem lại cái độ tiêm ái thực thụ. Ống xả zin được tạo điểm nhấn với Oppo Spark Nano, bản độ giản đơn nhưng thực sự đã là rất nhiều ấn tượng cho người xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like và subscribe.